Xin chào quý vị, chào bà con nông dân. Hôm nay thì Hưng Cát và Mỹ Duyên rất là vui khi được tiếp tục đồng hành cùng với quý vị và bà con trong bản tin kinh tế nông nghiệp của Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước. Chúc cho quý vị và bà con có một tuần lễ làm việc thật là hiệu quả, tràn đầy năng lượng và luôn luôn có thật nhiều sức khỏe. Và chúng tôi cũng không quên cảm ơn phân bón Mặt Trời Mới, phân bón Hai Phong và Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Phước đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Quý vị và bà con nông dân thân mến, trong giai đoạn hiện nay thì sản xuất nông nghiệp vẫn là một cái lĩnh vực quan trọng và liên quan trực tiếp đến đời sống của người nông dân. Bởi vì cho dù công nghiệp hóa có phát triển mạnh đến đâu đi chăng nữa thì phát triển nông nghiệp bền vững vẫn là cái mục tiêu mà các địa phương cần hướng đến. Và ngoài việc đưa các giống mới vào sản xuất gắn với tiêu thụ thì các địa phương đã quan tâm đến việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Và tại buổi làm việc với ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn vào đầu năm 2023 vừa qua, thì Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường đã nhấn mạnh rằng nông nghiệp muốn tăng được thì chỉ có cách là nâng cao hiệu quả, nâng cao năng suất và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đồng thời thì cũng phải chuyển sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Và nội dung phóng sự này sẽ được chúng tôi đề cập chi tiết trong bản tin hôm nay. Và bây giờ thì tất cả đã sẵn sàng rồi. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi những nội dung chính sẽ có trong bản tin kỳ này. Lợi ích kép từ tưới nước nhỏ giọt. Ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất để nâng cao thu nhập. Phát triển nông nghiệp sạch trên vùng biên giới. Chuyển sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Thưa quý vị và bà con, trong thời gian vừa qua thì nhiều nhà vườn đã áp dụng mô hình tưới nước bán tự động, không chỉ có lợi về mặt kinh tế, thay thế sức người mà còn góp phần tiết kiệm hiệu quả nguồn nước cho bà con nông dân. Và Mỹ Duyên thấy đó, trong cái bối cảnh mùa khô đang cao điểm như hiện tại thì cái việc mà tưới nhỏ giọt thì mang lại cái lợi ích rất là thiết thực đó thưa quý vị. Theo các nhà vườn, hệ thống tưới bán tự động giúp tiết kiệm được nước tưới. Vì vòi chỉ tưới đúng vào gốc thân và lá theo kiểu phun sương hoặc nhỏ giọt. Cách làm này giúp cho độ ẩm được duy trì thường xuyên, chống xói mòn đất nên cây sinh trưởng phát triển tốt, có sức kháng bệnh cao. Ngoài việc giảm chi phí sản xuất, hệ thống tưới bán tự động còn thân thiện với môi trường, góp phần bảo vệ nguồn nước. Theo tính toán, việc đầu tư lắp đặt hệ thống tưới bán tự động cho vườn cây cũng không quá khó và chỉ mất từ 15 cho đến 25 triệu đồng một hecta, tùy vào chất lượng vật tư, nhưng thời gian sử dụng lên tới chục năm. Trong khi đó, một thống kê cho thấy, áp dụng hệ thống tưới bán tự động có thể giảm chi phí công chăm sóc, tăng thu nhập của hộ gia đình so với mô hình tưới nước truyền thống từ 30 cho đến 50%. Thưa quý vị, thưa bà con, trí tuệ nhân tạo là một cái lĩnh vực mà rất là nhiều những ngành đã ứng dụng, và trong đó có ngành nông nghiệp. Và trí tuệ nhân tạo thì sẽ giúp nâng cao sản xuất nông nghiệp, một cái chủ đề còn khá mới mẻ nhưng đang thu hút sự quan tâm lớn của chính phủ cũng như là các doanh nghiệp sản xuất vì những cái ưu thế mà nó mang lại so với sản xuất canh tác nông nghiệp truyền thống. Vâng, đúng như vậy thưa quý vị và bà con. Trí tuệ nhân tạo thì giúp nâng cao năng suất cây trồng, cây trồng được khỏe mạnh hơn này, kiểm soát sâu bệnh và các điều kiện trồng trọt. Và sử dụng trí tuệ nhân tạo còn giúp cho người nông dân cung cấp sản phẩm của mình cho người tiêu dùng thông qua môi trường mạng. Vườn rau trồng theo hướng hữu cơ ở thị xã Phước Long. Bao nhiêu năm nay, địa phương vẫn chăn trở với việc trồng cây gì trên mảnh đất này. Cuối cùng, sự lựa chọn của nhà vườn là trồng rau an toàn. Gia đình ông Hoàng Long ở khu phố 2, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước có hơn 2.000m2 đất đều trồng rau an toàn. Vào mùa thu hoạch cao điểm, gia đình có nguồn thu khá cao. Ông là một trong những người trồng rau an toàn đầu tiên trong phường. Hiệu quả ban đầu đã chứng minh sự lựa chọn của ông hoàn toàn đúng. Ban đầu tôi đầu tư nhà kính, sau đó một loạt cái nhà lưới. Thì ban đầu mình thâm nhập thị trường bằng cách là mình bán trên mạng, bán online. Hay là dân tình người ta mua được. Thì hiện nay là tôi đã hàng tuần là đều có ship online trên mạng. Và bỏ rau ở chợ thì rau tôi có thương hiệu, nên đảm bảo. Áp dụng trí tuệ nhân tạo trong sản xuất nông nghiệp có thể giúp tăng cường hiệu quả sản xuất, giảm chi phí và nhân công một cách đáng kể thông qua dự báo thời tiết chính xác hơn, tối ưu hóa nước, phân bón và thuốc trừ sâu, theo dõi sức khỏe động vật, sử dụng robot tự động hóa trong gieo trồng, tưới tiêu, thu hoạch.
Mỹ Duyên thân mến, Mỹ Duyên có thích chanh leo không? À, đây là một loại trái cây giải khát rất là tuyệt vời anh Hương Cát ạ. Ừ, đúng rồi, và đặc biệt là các cô, các chị thì rất là thích chanh leo. Bởi vì trong chanh leo thì có cái thành phần gọi là chất chống oxy hóa và có rất là nhiều những cái vitamin cũng như là các cái hợp chất rất có lợi cho sức khỏe. Và mặc dù chanh leo chưa phải là một loại trái cây chủ lực của tỉnh Bình Phước chúng ta, thế nhưng trong những năm vừa qua thì loại cây này đã được một số bà con ở huyện biên giới Bù Đốp lựa chọn để phát triển kinh tế gia đình. Theo những nông hộ, chanh leo có đặc tính phát triển mạnh. Thời gian từ khi xuống giống đến khi thu hoạch khoảng 6 tháng, chanh leo cho trái quanh năm và vòng đời phải từ hơn 3 năm, tùy theo quy trình chăm sóc tốt, đúng kỹ thuật. Hiện giá chanh leo đang được thu mua với giá khoảng 17.000 đồng một kg, giúp người trồng có nguồn thu nhập khá. Với khoảng 3.000 m2 trồng chanh leo, nhà nông có thể có nguồn thu khoảng 50 triệu đồng một vụ. Cũng theo các nhà vườn, chanh leo rất mẫn cảm với thời tiết và sâu bệnh, do đó người trồng cần chú ý đến quy trình chăm sóc, đặc biệt là trong thời gian kiên thiết. Để cây chanh leo phát triển đạt hiệu quả kinh tế, ngành nông nghiệp huyện Bù Đốp định hướng người trồng phát triển, canh tác theo hướng chất lượng cao, lựa chọn giống phù hợp. Trong thế giới của hoa lan, lan kiếm là loại lan được người chơi lan sưu tầm và trồng khá rộng rãi vì đặc điểm cây khỏe, ít bệnh, hoa đẹp, bền và có ngọn hoa khá dài. Lan kiếm rất thích hợp trồng tại nhiều không gian sống khác nhau. Loại cây này thường được yêu thích bởi đặc điểm độc đáo riêng biệt. Chỉ cần đặt vào bất kỳ không gian nào, chúng cũng đều nổi bật và không bị hòa lẫn. Lan kiếm có nguồn gốc xuất xứ từ vùng Đông Á. Chúng thuộc bộ thân thảo, mọc thành từng bụi. Thân cây phân tách thành nhiều nhánh lá và cũng được tạo ra bởi những bè lá dày, xanh mướt vô cùng mát mắt. Lá của cây lan kiếm dài, nhọn và rất cứng. Phần ngọn của lá có phần cong xuống. Người trồng thường dựa vào đặc điểm của lá mà đặt tên cho dòng cây cảnh này. Lá của lan kiếm sẽ thay đổi sắc màu tùy thuộc vào điều kiện sống. Với những khu vực có độ ẩm cao, râm mát thì cây sẽ có lá màu xanh tươi. Ngược lại, với vị trí trồng nắng nóng, khô hạn thì cây sẽ chuyển sang màu vàng nhạt. Lan kiếm có rễ mọc thành chùm, rễ của chúng có thể len lỏi khắp bề mặt của đất để tìm kiếm nguồn dinh dưỡng. Hoa của phong lan kiếm mọc ra từ nách lá, mỗi ngọn hoa sẽ cho khoảng từ 20 đến 50 bông hoa. Lan kiếm mọc thành chùm, kích thước lớn cùng màu sắc rực rỡ nên vô cùng nổi bật. Đặc biệt chúng sở hữu hương thơm dịu dàng, vô cùng quyến rũ. Mỗi một năm, lan kiếm có thể ra hoa từ 2 cho đến 3 đợt nếu được chăm sóc đúng kỹ thuật. Ở Bình Phước hiện tại, lan kiếm được nhà vườn bán ra với giá dao động từ 200 cho đến 1 triệu 200 ngàn đồng một chậu tùy vào kích cỡ và giống hoa. Với những nhà vườn có diện tích đất hạn chế, lan kiếm cũng là một hướng đầu tư sinh lợi nếu như bà con nông dân nắm bắt được kỹ thuật trồng, chăm sóc và phân phối sản phẩm thông qua các sàn thương mại điện tử hoặc mạng xã hội. Thưa quý vị và bà con nông dân, trong quá trình phát triển nông nghiệp sạch, huyện Bù Đốp đã tạo điều kiện về cơ chế thuận lợi để cho người nông dân trong sản xuất thúc đẩy phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh trên các huyện vùng biên của tỉnh Bình Phước. Và với quyết tâm làm giàu trên quê hương, nhiều bà con nông dân sinh sống trên địa bàn huyện biên giới Bù Đốp đã đổi mới tư duy, tiên phong học tập và phát triển nhiều mô hình nông nghiệp sạch, bền vững, mang lại kinh tế rất cao. Nói không với phân bón hóa học, gia đình ông Lê Hoàng Thành ở thôn 10 xã Thuận Hưng, huyện Bù Đốp cũng như các hộ khác trong câu lạc bộ Tiêu Sạch Thiện Hưng đều chăm sóc vườn tiêu theo tiêu chuẩn Global Gap để nâng cao giá trị kinh tế cho sản phẩm hồ tiêu sạch. Mình sử dụng cái phân chuồng của dê á, xây ra như nhà tôi là xây nhuyễn ra xong là cưa bón vô gốc tiêu giữ ẩm, rồi kèm theo đó là mình một ít cái phân thuốc kích thích nhẹ thôi để cho tiêu nó ra bông. Còn gia đình bà Lê Thị Thúy Oanh bị thu hút và quyết định khởi nghiệp với nghề trồng nấm bảo ngư xám, vừa làm vừa học hỏi thêm kỹ thuật. Đến nay, gia đình nhà bà Oanh đã có trong tay 20 nhà trồng nấm bảo ngư trên diện tích gần 2 hectare cao su già cỗi của mình. Nấm bảo ngư này là mình làm cái mô hình này là mình tạo điều kiện cho công nhân tại đây là hơn 10 lao động, hàng ngày có thu nhập ổn định. Cái nguồn thu thì nấm này nó đạt kinh tế cũng tốt cho bản thân tôi và cho các lao động ở địa phương hiện nay.
Hiện nay, toàn huyện Bù Đốp đã có 720 hectare canh tác nông nghiệp được người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp áp dụng các quy trình sạch vào sản xuất kinh doanh. Tổ chức chuyển giao, tập huấn cho bà con nhân dân để có kiến thức sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ và sản xuất theo các cái quy chuẩn về Việt Gap, về Global Gap và các cái tiêu chuẩn là cao hơn nữa để đáp ứng được cái nhu cầu thị trường trong và ngoài nước, đặc biệt là hướng tới xuất khẩu các cái sản phẩm chủ lực của vùng. Thưa quý vị, thưa bà con, trong buổi làm việc với ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn của tỉnh Bình Phước trong đầu năm 2023 mới đây, thì Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cương đã gợi mở rất nhiều vấn đề, trong đó nhấn mạnh rằng ngành nông nghiệp Bình Phước cần phải thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp nhằm khắc phục những cái hạn chế của sản xuất nông nghiệp truyền thống. Song song với đó là cái tình trạng người nông dân sản xuất ra được rất nhiều sản phẩm nhưng không có hoặc là có lợi nhuận rất ít. Và để tạo nên sự bứt phá mạnh mẽ trong sản xuất, hướng đến một nền nông nghiệp hiệu quả, thì ngành nông nghiệp tỉnh phải có các giải pháp để nông dân phải là chủ thể, là trung tâm trong mọi hoạt động, phải thay đổi việc sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp một cách bài bản. Để sản xuất theo tư duy kinh tế nông nghiệp thì người dân phải căn cứ nhu cầu của thị trường để xác định chủng loại, tiêu chuẩn sản phẩm cần sản xuất. Quá trình sản xuất phải đảm bảo chất lượng để đạt tiêu chuẩn và yêu cầu của khách hàng. Sau khi thu hoạch, người sản xuất không bán sản phẩm tại vườn, tại ruộng, tại chuồng mà cố gắng gia tăng giá trị, phân loại làm sạch, đóng gói thiết kế nhãn hiệu hàng hóa, sau đó tiến hành sơ chế, chế biến và chế biến sâu, đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, truy xuất nguồn gốc. Làm được những công đoạn này, rất cần thiết phải thiết lập một mối quan hệ mới giữa khoa học, doanh nghiệp, nông dân thông qua tổ chức trung gian để mang lại hiệu quả kinh tế được cao nhất. Điều này không chỉ làm thay đổi lối canh tác, lạc hậu mà còn giúp cho người nông dân bắt kịp với tư duy sản xuất mới, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm làm ra. Hôm qua các nhà khoa học hướng dẫn cho bà con tiếp cận được các vấn đề chăm sóc, nhất là cái cây giống chất lượng, con giống chất lượng và những cái nguồn chăm sóc cho thức ăn chăn nuôi cũng như là chăm sóc cho cây trồng. Cả các nguồn phân bón đều là hữu cơ, hoặc là kể cả các thuốc bảo vệ thực vật cũng bằng hữu cơ để hướng đến một cái nền nông nghiệp sạch. Nông nghiệp bền vững thì bây giờ như nhà đây thì đầu tư là toàn là phân bón là toàn là đa số là phân hữu cơ. Còn hóa học thì nó ít thôi. Chủ yếu là phân bò, hóa mộc là chính. Năm 2022, giá trị sản xuất nông lâm thủy sản của tỉnh Bình Phước đạt gần 34.600 tỷ đồng, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 109,7% kế hoạch. Vị trí của ngành nông nghiệp rất quan trọng trong cơ cấu phát triển kinh tế. Tuy nhiên, đóng góp của lĩnh vực này vẫn chưa cao. Do đó, việc phát triển nông nghiệp cần phải thay đổi cho bền vững bằng cách nâng cao năng suất, nâng cao hiệu quả. Tại buổi làm việc với ngành nông nghiệp phát triển nông thôn đầu năm 2023, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh. Như vậy là nông nghiệp muốn tăng được thì chỉ có cách là phải nâng cao hiệu quả thôi. Nâng cao năng suất, nâng cao hiệu quả. Chính vì vậy đây là vấn đề mấu chốt. Vấn đề nâng cao hiệu quả là vấn đề mấu chốt. Và để nâng cao hiệu quả thì Trung ương cũng xác định trong nghị quyết 19 và tỉnh ủy cũng đã thường xuyên nhấn mạnh rất nhiều trong các cái kết luận của tỉnh ủy là chúng ta phải tiếp cận nông nghiệp từ cái quan điểm kinh tế nông nghiệp chứ không phải từ cái quan điểm là sản xuất nông nghiệp. Sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, chất lượng, người nông dân phải thay đổi tư duy và được chuyên nghiệp hóa, chuyển từ sản xuất nông nghiệp thuần túy sang làm kinh tế nông nghiệp. Chỉ có như vậy, nền nông nghiệp Việt Nam nói chung và nông nghiệp Bình Phước nói riêng mới chuyển mình mạnh mẽ và trở thành nền nông nghiệp hiện đại, phát triển bền vững và có khả năng cạnh tranh cao. Thưa quý vị, thưa bà con, đến đây thì thời lượng dành cho bản tin kinh tế nông nghiệp kỳ này của BPTV đã hết. Cảm ơn quý vị và bà con đã luôn đồng hành cùng với bản tin. Mọi thông tin, những cái câu hỏi liên quan đến lĩnh vực kinh tế nông nghiệp xin bà con gửi về cho chương trình và gọi về cho chương trình qua số điện thoại là 02713888130. Các biên tập viên của chương trình sẽ ghi nhận và sẽ trả lời cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Một lần nữa thì chúng tôi cũng không quên cảm ơn Phân bón Mặt Trời Mới, Phân bón Hai Phong và Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Phước đã luôn đồng hành cùng với chương trình. Thân ái chào tạm biệt quý vị và bà con.